Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu với mức học phí siêu ưu đãi để cùng chị Hiên xử lý câu nghị luận xã hội thật đơn giản các bạn nhé. Hẹn gặp lại chúng mình tại khóa học nha. Chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu đề số 37 được trích trong sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thế hệ mới nhất của học văn chị Hiên nhé. Đề bài: hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về trích dẫn khi trời đủ tối, bạn có thể nhìn thấy những vì sao. Bài làm tham khảo như sau. Cuộc sống xoay vần, có nhiều điều thử thách đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thế nhưng hãy tin vào một điều, khi trời đủ tối, bạn có thể nhìn thấy những vì sao. Trời đủ tối ở đây có thể hiểu là giông bão, những khó khăn bạn gặp phải trên hành trình của mình. Những vì sao là khả năng tiềm tàng của bản thân, niềm tin, sức mạnh hay những cơ hội chúng ta có thể nhìn thấy trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Trích dẫn này đem tới cho tôi một bài học ý nghĩa. Ta có thể nhìn thấy những cơ hội khó khăn đối diện với nghịch cảnh là khoảnh khắc giúp chúng ta tỏa sáng. Khi đối diện với nghịch cảnh, có rất nhiều con đường để ta lựa chọn, nhưng con đường gập ghềnh mà vinh quang nhất chính là con đường vượt lên nghịch cảnh. Để nhìn thấy những vì sao giữa bầu trời tăm tối, mỗi người cần giữ cho mình tâm thế lạc quan, niềm tin yêu vào cuộc sống và phải không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên và làm chủ hoàn cảnh. Khi bản thân bằng một cách nào đó tự mình vượt qua nghịch cảnh, giống như một cây nhỏ trải qua bão giông sẽ cứng cáp rất nhiều. Và điều quan trọng hơn là bạn sẽ nhìn thấy khả năng của chính mình, những khả năng trước đó mà bạn chưa từng một lần tưởng tượng ra. Bài học nghịch cảnh là cơ hội khiến tôi nhớ đến chàng trai Khang A Tủa, sinh ra trong một gia đình đồng đại anh chị em, nghèo khó ở miền cao hẻo lánh xa xôi Mù Căng Chải. Trong kỳ thi đại học, chàng trai mong trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa, thế nhưng vì ngành học không thích, Tủa thấy mình lạc lõng giữa lòng Hà Nội. Đứng giữa bóng đêm cô đơn, Tủa đã vượt qua để tìm thấy cơ hội cho chính mình từ cộng đồng sinh viên Mông tại Hà Nội. Tủa tham gia rất nhiều hoạt động, làm được nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng, đặc biệt cho trẻ em vùng cao và trong bóng đêm. Khi muốn từ bỏ tất cả, những cơ hội đã tới, Tủa đã thành công trong việc thi tuyển vào Đại học First Việt Nam. Những gì Tủa có bây giờ là cơ hội tuyệt vời dành cho chàng trai dũng cảm vượt lên nghịch cảnh. Tôi, một cô bé độ 17 tuổi với những hoài bão lớn lao, cầm cọ và vẽ những bức tranh thật đẹp của cuộc đời mình. Tôi không sợ những lúc mình làm sai, chỉ sợ mình không dám đối diện với những khó khăn mà mình gặp phải. Và tôi phải tiếp tục kiên trì để tìm kiếm vì sao cho chính mình. Người trẻ ơi, xin đừng coi bóng đêm là nỗi sợ, xin đừng coi thử thách là nơi bạn dừng chân. Hãy nhìn lên bầu trời và tin tưởng vào khả năng của bạn, bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy cơ hội của chính mình. Vậy là chuyên mục audio số này sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những chuyên mục lần sau nhé. Bye bye!